chào anh em nha. Hôm nay là đứng đi mua con quay thái về để lên khoảng 6-15 cho em nó nha anh em. Anh em đón xem clip nha. Anh em cùng đứng đi xem mua xe cho anh em. Đây là clip trực tiếp luôn, đi lên mua xe luôn. Xe nhìn bề ngoài thì đẹp nhưng mà chưa biết như thế nào. Bây giờ lên xem tận mắt nha anh em. Đợi cái mắt tiêu luôn. Đi 62 cháy lớn, mặt láo thiệt anh em. Coi 54 không ra gì hết trơn luôn. Chạy dữ mày. Xe về tới rồi anh em ơi. Cái lúc hồi nãy thì coi xe, xem xe coi xe mua xe thì lúc đó lại quên quay clip cho anh em mình xem. Thì quên đi. Bây giờ xe về tới rồi. Xe dọn mà. Rồi để đây, rồi để nghiên cứu coi dọn thêm thứ gì cho anh, cho nó cứng cáp lên tí xíu nữa thì dọn lên cho anh. Đây cũng có ba ga kiển đồ. Rồi ok anh em. Hôm nay là máy lấy con quay ZX về nha anh em và lên cục máy 65 cho em nó. Đây cục máy 65. Em đó em nó nằm trong hốc lâu rồi anh em. Rồi thì em nó sẽ em nó chuẩn bị được đưa lên xe rồi.
trước tiên là rã xác em nó ra, sơn mới và làm mới lại hết mọi thứ cho em nó thật là sinh viên, thật là đẹp. Rồi bắt đầu mới gác máy 65 lên cho em nó nha anh em. Đây máy 65 đổi màu lốc lại cho em nó nha anh em. Sơn xong rồi gắn vô lại thôi. Lâu nay muốn qua thăm em nhưng ngại gì nhà em có chó. Vậy đúng hả? Ờ. Tưởng nhà em có gì có chó mà muốn qua. Mày qua mình... nó cắn sao mày? Qua mình thịt nó luôn. Màu xanh bây giờ là cho em nó thành màu đen luôn nha anh em. Màu đen nhìn cho nó cứng cáp và nó có thể che những cái khuyết điểm. Rồi ok anh em, em nó đã được sạch sẽ và đã được lên màu như lóc cuộc gấp đồ là em nó đã được sơn lên màu bạc thật là sáng luôn. Sườn thì em nó được lên màu đen cứng cáp như sườn quay thái luôn nha anh em, rất là đẹp. Mâm cũng sơn lại luôn để lên em nó cho em nó thật là long lanh. Nhưng mà nói gì thì nói thì Tấn không có dọn dàn ngoài nha anh em. Cái này xe nhà nên Tấn mới làm, chứ dọn dàn ngoài Tấn không đủ sức khỏe làm anh em. Rất là mệt, rất là phê luôn. Rồi cho em nó qua đêm, nó khô nó cứng cáp rồi bắt đầu sẽ dựng em nó lên tiếp tục nha anh em. Rồi đây cục 65 nè anh em. Em nằm im cũng lâu lắm rồi.
lốc cho em là hôm trước là lốc em nó màu cam thì mới vừa sơn lại màu bạc thì theo ý của anh chủ mới để gác lên con xe quay để nhìn nhìn bộ dạng nó như zin để không khỏi phải bị để ý vì bị xe đổ cho nên. Nhìn em 65 nhưng mà em đã em lột xác lại thành sinh viên nha anh em. Cho em nó đi ốc Saraya luôn. Dịch dịch nóc nha. Kéo ra. Xong đã đổi màu lốc cho em xong rồi, bây giờ tiếp theo là lên sườn, dựng sườn đồ lên cho em nó và gác máy lên nha anh em. Rồi. Ok anh em, cái máy 65 mà em đã được đổi lại màu lốc nha anh em để nhìn cho nó được sinh viên hơn. Theo ý của anh chủ để gác lên chiếc quay ZX để nhìn cho nó được hiền hòa hơn, đỡ phải bị để ý là xe độ nha anh em. Thì đây lốc là tính ra đổi hôm trước là lốc cam, giờ mình đã đổi lại tính đổi lại màu bạc và vô vàng ốc Saraya cho em nó được xinh xắn dễ thương hơn. Và đây là cục máy 65 tự do, 65 tự do nha anh em. Thì cam cò lăn, 65 tự do cam cò lăn. Cục máy này dên cũng gọi là hết dên đó nha anh em. Lửa thì thì hôm trước cả Tấn cũng đã giới thiệu anh em rồi, đây là lửa alpha, lửa alpha nhưng mà lửa alpha zin được làm độ lại hết. Rồi thì đã xong cục máy, đã sơn đổi màu bạc cho em nó xong rồi anh em ơi. Thì clip tới đây thì cũng hơi bị dài rồi anh em,
nên Tuấn xin phép anh em mà Tuấn được chia cái clip này thành hai phần nha anh em. Thì phần một là thì Tuấn xin phép anh em là tới đây, tới cục máy này Tuấn xin tạm dừng. Rồi còn phần hai là sẽ ráp sườn, sẽ dựng sườn em nó lên. Thì sườn em nó đang được Tuấn sơn và làm mới tất cả mọi thứ, dọn mới hết nguyên một con luôn. Thì còn vài thứ nữa là sẽ đủ cho bộ sườn. Thì Tuấn đang chờ về thì đây. Đang lên tay con mới ra đồ, còn mọi thứ rất là nhiều. Chưa đủ. Thì clip nó sẽ bị dài, sẽ rất là bị dài hơn nha anh em. Cho nên tới đây Tuấn xin tạm dừng phần 1 tới đây nha anh em. Rồi hẹn anh em phần sau. Thì đang lên sườn mọi thứ thì cũng không có nhanh đâu anh em. Nó nhiều thứ lắm. Lên hoàn chỉnh xong xuôi hết, sửa lên sườn hoàn chỉnh xong xuôi hết rồi Tuấn sẽ gác cục máy này lên và hoàn chỉnh mọi thứ, từ bô, từ IC, mô bên sườn, và hoàn chỉnh mọi thứ và sẽ test cho anh em xem, và sẽ cho anh em xem nguyên một cái dáng như dự định là 65 tự do, dáng sinh viên nha anh em. Là Tuấn lên cái dáng quay ZX là lên cái dáng zin và đi cái bô theo dáng zin luôn. Thì anh em đón xem phần sau nha. Phần sau là sẽ rất là hấp dẫn hơn nha anh em. Thì Tuấn xin dừng tại đây, lý do là nó cũng clip cũng hơi dài rồi. Anh em thông cảm cho Tuấn nha. Rồi Tuấn xin phép anh em Tuấn được dừng tại đây. Hẹn anh em tiếp tục clip sau nha anh em. Lon này cũng lon lớn nha anh em. Đấy, để cho mình đi cái hệ 65 tự do. Để gắn cho máy 65 tự do nha anh em. Đây là bình Uma hỏng 34. Để gắn cho em nó. Rồi. Hẹn anh em clip sau cho em nó hoàn thành 100%. Rồi lên dàn sườn, dàn áo xong xuôi hoàn chỉnh hết và lên máy và xong xuôi hoàn chỉnh hết luôn cho em nó. Rồi Tuấn hẹn anh em vào clip sau nha.